chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Út Phương Vlog nha. Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng, ngày Vía Thần Tài. Đầu năm Phương kính chúc quý cô chú anh chị được khỏe mạnh phát tài. Hiện tại Phương đang có mặt ở trên đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Bình nè cả nhà. Chỗ này thì chuyên về bán cá lóc nướng nha. Hôm nay thì ngày Vía Thần Tài thì mọi người tới mua cá lóc nướng về cũng rất là đông luôn nha. Hiện tại Phương đang có mặt ở trước quán của anh Trung cá lóc nướng ở số 44 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nha cả nhà. Hồi nãy Phương nói quận Tân Bình là không đúng nha, chỗ này là quận Tân Phú nha. Đây hiện tại thì khách đứng đợi mua cá lóc rất là đông luôn nè. Phía trong cá thì nướng rất là nhiều luôn nè mọi người, nướng không kịp bán luôn nha. Đây nguyên khu này hiện tại là rất là đông, kẹt xe luôn nè. Rất là nhiều luôn, cũng không kịp bán cho khách luôn. Anh có mua được cá không rồi về ra? Không mua được hả? Quá trời đông luôn nè. Năm từ tối qua rồi mà đặt tối qua rồi mà cũng không có cá. Mỗi năm anh cũng mua ở đây hay đâu? Năm nào cũng mua. Nhà ngay gần đây, ngày nào cũng ra đây mua. Mà không có cá đâu, quá đông luôn. Năm nay thì nướng ít hơn mọi năm, năm ngoái ít hơn. Cứ năm ngoái ra là cứ có cá luôn chứ không như năm nay. Dạ. Hôm nay chắc khách đông quá. Ở đây chỉ có một cái hàng này là đông, mấy hàng kia. Vâng, thấy trên kia cũng có nhiều chỗ bán lắm, mà cũng không có đông mà ở đây. Cái cá này nó ngon hơn hay sao anh? Ngon hơn, nước chấm ngon. Một con vậy là khoảng bao nhiêu tiền anh biết không? 180 ngàn. 180 ngàn. Ngày thường nó có đắt vậy không hay là ngày này nó mới đắt vậy? Ngày thường nó cũng vậy à. Ngày thường cũng vậy à, cũng 180 ngàn. Vậy là ngày hôm nay nó cũng không có lên giá đúng không? Cái này 180 ngàn nha cả nhà. Thì có kèm rau sống với nước chấm về cúng mình tại. Không có luôn nè. Không có lên mấy chỗ kia mua. Con này chắc hơn cả ký nha mọi người. Đây nè, cá lóc mới nướng đã xong. Còn cái nồi, cái lò nướng này nóng lắm nha mọi người. Đây, cá mới nướng đã xong. Đây, khách đứng đợi mua. Quá trời đông. Con này đúng không? Đây, cuốn em con đi cho anh đi thầy. Trong nhà khách đứng đợi đông lắm nha mọi người. Đây ở đây hưa nướng thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái lò nướng luôn, cũng không kịp nướng cá bán cho khách luôn. Có lò vậy nướng cỡ hơn cái chục con cá luôn mọi người. Đang đứng chờ trong nhà đông lắm. Gần cái lò nướng cá này nóng lắm, Phương phải đứng xa xa chứ không đứng gần được, đứng gần quay điện thoại nó nóng nó bị tắt. Mới giờ mà bây giờ tầm chừng khoảng 10 giờ sáng người ta lại hỏi mua là hết cá lóc luôn rồi. Quá đông. Đây có anh, có chú này đứng ngồi ngồi đi đợi mua cá lóc. Chú đợi đây bao lâu rồi chú? 15 phút hả? Sao chú vô trong đứng cho đỡ nắng chú? Cái nắng quá. Cái đường này nguyên giải bán cá lóc nướng luôn nha mọi người. Nguyên khu này hai bên là bên nào cũng có bán cá lóc nướng hết. Chỗ nhiều chú ít thôi. Nhưng mà thấy có cái chỗ cửa hàng này là bán nhiều, khách đông nhất thôi. Không biết cá ngon hay sao mà thấy mấy cái quầy dưới thì cũng có bán nhưng mà ít khách mua. Thì cái chỗ này là nhiều khách.
trời đứng đợi luôn. Cái này nguyên cá lóc nguyên con rồi xỏ cây mía vô nướng nha mọi người, nướng còn nguyên da luôn, không có bỏ gì hết, nguyên bộ đồ lòng còn ở trong luôn, không có bỏ gì hết. Còn cá lóc này cân độ chắc hơn ký à, to lắm. Chú ở đâu qua đây mua vậy chú? Chú nhận thôi chú, không xa ha. Chú qua đây mua mấy con chú? Con con hả? Mua con con hả? Con dạ. Năm nào cũng mua ở đây hay sao chứ? Năm nào cũng mua. Thấy ở trên đây cũng nhiều quầy bán mà thấy bán không bằng chỗ này ha. Tập trung ra nhiều. Dạ. Chung thấy mua ở đây không? Mới giờ 10 giờ mà khách vô hỏi là hết cá rồi. Giờ này mình bốn mấy 12 giờ rồi. Bốn mấy 12 giờ. Dạ. Ngày vía thần tài nên rất là đông khách tới mua cá lóc nướng nha, chứ ngày thường cũng không có đông tới cái mức độ này đâu mọi người. Ngày thường cũng đông nhưng mà không đông tới mức độ này. Mấy cái anh này nướng rất là chuyên nghiệp luôn này. Ngày hôm nay bán chắc mấy ngàn con á, ngày nay bán chắc mấy ngàn con á, nướng rồi chiều hôm qua bán, chiều hôm qua tới giờ mà tối giờ luôn. Ai đi mua sớm thì còn, chứ bây giờ có giờ này đi mua là chủ quán nó hết cá, hết nhận cá. Đi ngang mấy cái lò nướng này nóng quá. Hấp dẫn không? 2, 4, 6, 8, 10. Một cái lò nướng như vậy là để được 10 con nướng, được 10 con cá nha mọi người. Cái xỏ cái mía nướng. Để quên nữa. Mà phơi nắng không có cá cắn lửng luôn á. Nắng quá chú, vô trọng đứng chú. Để lâu lâu phơi nắng cho nó vui. Con nói nó chết con virus corona nữa coi. Chết virus corona hả? Nóng chừng chết hết rồi. Nó bay vô nổi rồi. Ừ, nó bay. Nhiệt độ này là gần lò than là nó cũng ngấm luôn rồi. Nóng quá. Này để nguyên con nướng luôn rồi, đâu có bỏ gì đâu. Con thấy còn nguyên con rồi chứ, đâu có mổ gì đâu chứ. Con rút được ra rồi. Ở dưới ở trong nó rút được ra rồi. Còn nguyên con. Ủa cái này mình lấy ruột ra không ta? Để còn luôn. Để luôn vậy chứ. Chỉ rửa rồi nó cạo bẫy chút xíu rồi nó để vậy nó nướng luôn á. Dạ, còn ruột trong luôn mà, đồ ruột cũng ngon mà, đâu có bỏ đâu. Dời thôi mình biết. Nãy nó nhiều con chứ? 18. Lớn nhất còn lớn nhất. Còn lớn nhất. Con này chắc hơn ký quá chứ? Hơn ký à, bự to, to hơn ký à. 16, 17, 18, 3 loại. À, 3 loại. Hơn ký á. Cá này sẽ lấy ngoài chợ đầu mối Bình Điền quá. Ngày này bán, ngày này bán chắc trăm ngoại ha, ngoại trăm. Ngày này bán mấy ngàn con mà, mấy ngàn con nướng kịp bán khách đợi. 8 cái lò, mỗi lò là 10 con, mười con mỗi lò 10 con. Con về nướng chắc cũng khoảng nửa tiếng à? Tiếng hả chú? Này cá người ta dặn hết rồi đó nha mọi người. Đứng ngoài nắng chưa có nữa nè. Em gái này cũng mua cá lóc hả? Chị đâu. Giờ ra vô hỏi dặn là hết cá lóc luôn. Để coi nè, có tiếng hồi nó 2, 4, 6, 10, 10 con một lò. Chính cái da ở ngoài mới tới trong. Ở trong cái chính. Nếu khét khét gì chút mình cạo cái da ở ngoài bỏ nha mọi người. Ăn ở trong rất là chính luôn. Tại vì bởi vì người ta mới để luôn nguyên da ta nướng á, da ở ngoài chút nó khét đập ra. Dạ.
này thấy kênh Phạm Dũng với Phan Diễm đi quay nữa mọi người. Trong quay cho rõ hơn nha. Này cá ở đây xỏ sẵn vô cây mía rồi nè, chỉ chờ đi nướng thôi nha mọi người. Bên này là rau với bún với nước chấm. Mua một con cá mang về thì sẽ có một phần phần rau, bún, bánh tráng, nước chấm mọi người. Đồng quá đồng. Đây bên này nè, bên này là rau bún nước chấm bên này. Cá về có kèm mỡ hành luôn nè, mỡ hành đậu phộng luôn nè mọi người. Đây đây ngoài đây quá đông luôn, đang chờ có nướng nghi ngút luôn. Quá đông quá đông. Cái anh này nướng rồi phải đập đập cái da nó ra, nó bị khét. Đây có cái anh tới hỏi mua cá mà hết cá luôn rồi mọi người. Xen ở chỗ khúc này luôn. Đây, còn ta đóng gói cá cho khách mang về nè mọi người. Đây cá có 3 loại giá nha, 160, 170, 180 tùy theo cá lớn cá nhỏ nha mọi người. Lấy đâu à? Không hả? Con này cút chị con đây. Đây. Con cho mẹ cái đó cho cô có bầu này nè. Từ từ nha. Rồi vậy đưa hai con đi chị. Một lớp mỡ hành đậu phộng lên rồi quấn với bạc nha. Quấn thành tờ giấy. Lấy hai con đem chín cho chị này đi. Đây đâu? Cuối cùng ở đây đâu? Ấy. Hai con đem chín đưa cho chị đi. Lấy rau, lấy rau. Cái này một cặp của em. Đây, kèm một bịch rau với lại trong đó sẽ có bánh tráng, bún, nước chấm, rau sống. Đây, khách này còn đứng đợi nè, mấy chục khách luôn. Đi đợi là khoảng hơn nửa tiếng mới có cá rồi mọi người. Mọi người xem video hay nhớ bấm đăng ký chia sẻ giúp Phương ạ. À, Phương cảm ơn rất nhiều ạ. Khách đứng ngoài đợi quá chừng. Cá vậy nướng khoảng bao lâu chín nè? Nửa tiếng hả? 40 phút hả? Con này khoảng hơn ký hả? Nướng 40 phút mới chín một con cá nha mọi người. Cá này là hơn ký à.
Da nó khét, cạo cái da nó ra là chín ăn được ngon nha mọi người. Cái nước phải khét vậy mới chín ở trong nha. Tại vì để nguyên con nướng á, để nguyên con vậy luôn, không có, chỉ có cạo vẫy thôi. Xong rồi xỏ cây mía vô rồi nướng thôi. Còn nguyên bộ lòng, bộ ruột cũng đông luôn. Cạo cái lớp khét da ngoài ra. Này làm việc liên tục qua tới giờ ha, nướng liên tục luôn hả? Làm giờ chắc phải 36 tiếng. 36 tiếng hả? Mấy ngày này mình bán khoảng mấy ngàn con à? 2 tấn mấy 3 tấn. Ngày này là bán khoảng 2 tấn mấy 3 tấn nha mọi người. Hôm nay anh này mới nói là ngày mía thần tài này. Ngày thường thì bán không tới đâu, ngày thường chừng mấy trăm ký. À, cái bếp bên đây quá trời khách đứng đợi. Còn khách đứng đợi quá chừng chưa có cá. Có cái chú ngồi chiếc xe Alex bằng áo màu xanh đợi nãy giờ nửa tiếng rồi, ngồi ngoài nắng đợi luôn mà chưa có cá nữa mọi người. Này nó bốc số chứ tới trước tới sau kiểu này không biết ai trước ai sau. Có nghi ngút. Rất là đông khách luôn. Đây là giao cá giờ thu tiền nha mọi người. Hả luôn. Có chưa, có chưa? Tao giấu luôn. Đợi bao lâu mới có cá vậy anh? 30 phút. 30 phút hả? Dạ. Bên kênh về bên kênh nào? Úc Phương Vlog nha. 34. Dạ, Úc Phương Vlog. Dạ, nhớ đăng ký về em. Dạ.